Sau đây là những thông tin thời sự đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Ngày 9 tháng 11, tổ chức CVKF đã kết hợp với Liên đoàn bóng đá Na Uy dự án bóng đá cộng đồng FFAV tại Việt Nam. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa tổ chức chương trình Ngày hội bóng đá vui cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở của 15 trường tham gia dự án. Tại ngày hội, các hoạt động bóng đá diễn ra song song trên 8 sân bóng và các hoạt động vui chơi tại 3 trại kỹ năng sống. Các em sẽ được chơi bóng và tham gia nhiều trò chơi và hoạt động giáo dục về kỹ năng sống, giúp cho các em học sinh tự tin, năng động, đoàn kết, nâng cao nhận thức về giá trị bản thân và trách nhiệm với cộng đồng. Ngày 11 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Hòa An, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ các xã Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý và Yên Lập. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đề nghị Đảng ủy các xã Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý, Yên Lập cần làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đồng chí ủy viên ban chấp hành, phụ trách xã, đồng thời dựa trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2019, mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch, chỉ tiêu của huyện để hoàn thành chương trình công tác năm 2020. Cũng trong ngày 11 tháng 11, Thư viện tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa phối hợp với hai đơn vị trường học tổ chức phát động ngày đọc sách cho trên 1.400 em học sinh thông qua hình thức xe thư viện đa phương tiện lưu động. Ngày hội đọc sách được tổ chức với mục đích tôn vinh các giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong học tập, công tác và đời sống xã hội. Qua đó góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho các em học sinh, rèn cho các em biết chọn những loại sách có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý của từng em. Ngày 12 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 tại các xã Tân Thịnh, Ngọc Hội, Trung Hà và Kim Bình. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh, thông báo nhanh dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, đã có nhiều ý kiến của cử tri phát biểu liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân như điện, đường giao thông, đất đai, các chế độ về phụ cấp cho cán bộ thôn bản, chính sách với người có công. Một số ý kiến của cử tri đã được các đồng chí lãnh đạo xã, lãnh đạo phòng ban, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện tiếp thu, giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải đáp, phân tích làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm và sẽ tiếp thu tổng hợp và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới. Ngày 13 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quang đã tổ chức lễ tiếp nhận nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới từ Trường Đại học Y Hà Nội, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến công, Công ty Xi măng Bút Sơn Hà Nam. Tại buổi lễ tiếp nhận, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Xuân Quang đã nhận nguồn hỗ trợ gồm 30 tấn xi măng của Trường Đại học Y Hà Nội và 20 triệu đồng của Công ty Xi măng Bút Sơn, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến công trao hỗ trợ 100 triệu đồng. Việc nhận được nguồn hỗ trợ từ Trường Đại học Y Hà Nội và các doanh nghiệp trong nước chung tay giúp xã Xuân Quang về đích nông thôn mới trong năm 2019. Cũng trong ngày 13 tháng 11, tại Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup, Sở Y tế Tuyên Quang và các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho 187 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn của các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa và 500 người được tư vấn cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng. Đây là chương trình chăm sóc sức khỏe lớn nhất từ trước đến nay do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức và là hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngày 14 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các cơ quan ban ngành của huyện Chiêm Hóa đến thăm hỏi động viên gia đình ông Hà Hữu Danh, thôn Làng Ngõa, xã Xuân Quang bị cháy nhà.
chia sẻ những khó khăn mất mát với gia đình, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các cơ quan đơn vị đã trao số tiền và quần áo cho hộ gia đình, mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ về mọi mặt, cả về vật chất lẫn tinh thần để giúp hộ gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trong ngày 14 tháng 11, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Chiêm Hóa đã tổ chức bế giảng lớp chăn nuôi thú y tại xã Xuân Quang. Tham gia lớp học có 35 học viên. Với thời gian tham gia đào tạo 1 tháng, các học viên đã được tiếp thu, học tập những kiến thức cơ bản từ lý thuyết đến thực hành về chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại vật nuôi truyền thống trong gia đình cũng như tại địa phương. Qua đó giúp các học viên được trau dồi thêm vốn kiến thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động ở nông thôn. Ngày 14 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tân An đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Theo kế hoạch, năm 2020, xã Tân An có 17 công dân lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của thanh niên trong việc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, các thanh niên tham gia khám tuyển được Hội đồng khám sức khỏe kiểm tra nội khoa, ngoại khoa, da liễu, thị lực, răng hàm mặt. Sau khi tiến hành khám tuyển sức khỏe, đã có 18 thanh niên đủ điều kiện kê khai hồ sơ nhập ngũ năm 2020. Sáng ngày 15 tháng 11, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính K5 năm 2019. Sau gần 1 năm tham gia học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiến thức kỹ năng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị công tác. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 7 học viên xếp loại giỏi đạt 8,5%, 59 học viên xếp loại khá đạt tỷ lệ 72%. Cũng nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 7 học viên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và rèn luyện. Cũng trong ngày 15 tháng 11, Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại xã Hà Lang. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện truyền tải các nội dung mới của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung, những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nêu câu hỏi về các vấn đề liên quan đến mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Các ý kiến nêu trên đều được Bảo hiểm xã hội huyện giải đáp cụ thể rõ ràng từng trường hợp và được nhân dân đồng tình cao, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ngày 15 tháng 11, Liên đoàn Lao động huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019. Các học viên đã được tiếp thu một số nội dung cơ bản về một số điểm mới trong sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12, công tác chính sách pháp luật và thi đua khen thưởng, công tác tài chính công đoàn năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững kiến thức cơ bản về hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới và những năm tiếp theo.